Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với bản tin mới nhất của em ngày hôm nay. Và hôm nay em lại tiếp tục cập nhật những nguồn thông tin mới nhất về gia đình của anh thợ Hồ, cũng như những câu chuyện liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung mà vẫn luôn được rất nhiều quý vị khán giả ủng hộ và theo dõi cái nội dung về một gia đình vô ơn, bất nhân bất nghĩa, ăn cháo đào bát. Và tại sao lại có cái tiếng vô ơn như vậy? Là ca sĩ Phi Nhung đã nuôi dạy giúp đỡ Hồ Văn Cường tận 6 năm trời, mà đến khi mà ca sĩ Phi Nhung đã ra đi, cũng như là Hồ Văn Cường đã quay lưng 180 độ, người ta vẫn nói là ăn quả nhớ người trồng cây, không nhớ về người đã giúp đỡ mình, bất hiếu như vậy thì bây giờ sẽ có kết quả không được tốt đẹp, đúng không? Bây giờ đi cầu cứu khắp nơi không ai giúp đỡ, và đấy là một cái bài học cho một cái sự trả giá, gọi là quả báo đã ập đến ngay, ông trời có mắt. Và gia đình Hồ Văn Cường tại sao lại phải mang hai cái tiếng vô ơn, mà hiện nay lại trong cái hội nhóm FC này lại đang có những cái gọi là đơn tố cáo để tố cáo công ty ca sĩ Phi Nhung về tội là bóc lột sức lao động trẻ em. Tí nữa thì mình sẽ phân tích rõ cái nội dung gọi là đơn tố cáo này. Và đặc biệt là đại diện của cái đơn tố cáo này lại là một cái nhóm FC, gọi là fan FC. Mà đây thì mình cái fan ở đâu để không thấy. Ở trong cái group này, đa số là kêu gọi chuyển tiền từ thiện, kêu gọi bán đồ bán áo, trục lợi cá nhân, dựa vào hơi của một thằng phản phúc vô ơn, đúng không? Chúng ta hãy kiếm tiền dựa trên những người nào mà có ích cho xã hội, có lợi cho cộng đồng. Và chúng ta đừng nên dựa vào một thằng vô ơn phản phúc để thương hại, lấy được lòng thương hại từ những người không hiểu biết. Đó. Và tại sao cái câu chuyện này mọi người lại đem ra để so sánh giữa một thằng không có tên tuổi với một ca sĩ nổi tiếng? Và hiện tại thì ca sĩ Phi Nhung thì đã ra đi. Đó. Nhưng mà đã được về với cõi Phật, được người ta thờ tự và được khắp khán giả ở khắp nơi trong nước và quốc tế người ta biết đến, được chủ tịch nước người ta lên tuyên dương. Còn Hồ Văn Cường thì là ai? Chỉ là một gọi là mình một người đoạt cái giải quán quân của Việt Nam Idol Kids năm 2016. Và bây giờ nó vẫn mang một cái bóng đó, mang một cái tiếng hào quang đó, mà bây giờ vẫn thể hiện một cái bản lĩnh gọi là ca sĩ. Đó, ca sĩ này là ca sĩ tự xưng, tự phát, không ai cấp cho cái tên này cả. Mà chính do cái lũ fan cuồng kia đã tưng hô lên, gọi là ca sĩ Hồ Văn Cường. Chứ ca sĩ ở đâu? Ca sĩ giờ có biết thanh nhạc không? Có được cơ quan, có thẩm quyền người ta cấp cho cái tiếng ca sĩ hay không, đúng không? Hay là đoạt được một cái giải Idol Kids từ bao nhiêu năm rồi, bây giờ bắt đầu tinh tướng rồi mắc bệnh ngôi sao ta đây, đúng không? Để cho cái lũ fan cuồng kia vẫn không hiểu chuyện gì hết. Mà tại sao người ta lại nói vô ơn? Người ta nói vô ơn là không sai, đúng không? Công sinh không bằng công dưỡng, người ta đã giúp đỡ mình. Phải nói một câu, nếu như không có ca sĩ Phi Nhung, không bao giờ có Hồ Văn Cường và gia đình của Hồ Văn Cường như ngày hôm nay. Thế mà còn đòi gì nữa? Mà mọi người lại đi vào đòi tiền cát xê rồi đòi các kiểu. Thì mình sẽ nói cho quý vị và các bạn phân tích rõ cái nguyên nhân cũng như là tiền, để cho mọi người sẽ hiểu được là tại sao mọi người lại nói Hồ Văn Cường là một người vô ơn và cả gia đình là người vô ơn luôn ha. Ở tiếp theo mình sẽ phân tích tiếp về cái nội dung về lá đơn này trước ha. Là mọi người ở đây có gửi một cái lá đơn và nói rằng là bên công ty của ca sĩ Phi Nhung, từ sau cuộc thi Việt Nam Idol Kids 2016 đến tháng 8 năm 2021, em ấy đã làm công việc biểu diễn với show diễn rất nhiều và cũng phải đi lưu diễn ở nước ngoài. Và đặc biệt là Hồ Văn Cường đã dưới sự quản lý của hai đối tượng là quản lý với lại ca sĩ Phi Nhung, là sao ta? Bắt em đấy đi biểu diễn. Đó, bắt em đấy sự biểu diễn, em đấy đã thiếu ngủ nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe về thính giác, tai nghe. Nó điếc hay sao? Chắc là thằng Hồ Văn Cường nó điếc, nên là hôm Trang Khàn mọi người nó lên tiếng, nó không lên tiếng. Đấy là do bị ảnh hưởng về thính giác, đúng không? Rồi, tiếp theo là cũng như phát triển toàn diện của bé, nhưng thu nhập được trừ từ khai thác tài năng của bé lại không đầu tư để bé phát triển tài năng. Bé lại không được học về thanh nhạc, nhạc lý bài bản. Đó, đây người ta kiện, gọi là kiện bắt ép Hồ Văn Cường đi hát. Và trước khi vào cái câu chuyện bắt ép này, chúng ta phải hiểu là Hồ Văn Cường là yêu mến âm nhạc, và đặc biệt hơn lại là thần tượng ca sĩ Phi Nhung, nên mới được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi. Và cái việc đi hát đó là một cái gọi là đam mê ca hát thì Hồ Cường mới đi thi, đúng không? Khi đoạt giải đó mà không đi hát thì mốc đất mà ăn à, đúng không? Đặc biệt hơn là cái lũ fan cuồng của Hồ Văn Cường FC đó lại nói rằng là đòi tiền của Hồ Văn Cường trong vòng 6 năm. Rồi thì bây giờ mình thử nghĩ xem là Hồ Văn Cường có đầu tư một cái gì không?
đi vào trong công ty của ca sĩ Phi Nhung đã được người mẹ của mình là trời là Phật nhận làm con nuôi là phước 8 đời nhà Hồ Văn Cường rồi, đúng không? Và đặc biệt là mọi người lại nói rằng là phải đòi cái tiền cắt xê trong vòng 6 năm trời. Và bây giờ mình tính đơn giản nhất là 2 năm dịch, 2 năm bể giọng là 4 năm. Và bây giờ thì Hồ Văn Cường hát được 6 năm thì Hồ Văn Cường chỉ có hát được 2 năm trọn vẹn. Nhưng 2 năm hát đó Hồ Văn Cường có đi học không? Hồ Văn Cường có đi học và chỉ thể hiện được ngày thứ bảy chủ nhật. Đúng không? Lấy đâu ra mà đi hát tập hàng mấy trăm show đến 1.000 show? Hồ Văn Cường đâu phải là một ca sĩ chuyên nghiệp. Khi mà đoạt giải quán quân Idol Kids năm 2016, Hồ Văn Cường nó còn là một đứa trẻ, còn đi học, đến bây giờ nó còn phải đi học, đúng không? Học rất là nhiều, thời gian đâu mà đi lưu diễn, mà show ở đâu ra? Đó. Và mọi người nói rằng là đòi tiền cắt xê, thì công ty người ta đầu tư ra để lăng xê, để chi phí tất cả mọi khoản. Và Hồ Văn Cường muốn ăn dày ăn cả tất, đúng không? Mà trong khi đó lại không nhớ đến người mẹ đã giúp mình. Trong cái bài viết hôm qua người ta đăng tải rồi, là người ta đã kể một câu chuyện về một người gọi là tham tiền, lòng tham vô đáy, thế đã nhận những hậu quả đắng cay. Cũng như là bố mẹ của Hồ Văn Cường hôm qua sang cầu xin quản lý của ca sĩ Lý Hải đã phải quay về trong nhục nhã. Bởi vì họ chỉ cần kể cho nghe một câu chuyện thôi, là ngày xưa nghèo thì người ta giúp đỡ và tôn thờ và sẽ nhớ suốt đời. Nhưng khi có tiền một cái thì không biết bao nhiêu là đủ cả. Giống như cha mẹ của anh thợ Hồ vậy á. Nên là bây giờ họ phải chịu những cái sự nhục nhã đó. Đó là một bài học cho những kẻ vô ơn. Và tiếp theo cái câu chuyện này là họ lại đi kiện. Đi kiện ở đây là kiện cái gì? Đúng không? Đi kiện công ty của ca sĩ Phi Nhung, họ không biết cảm ơn. Lúc ngay lúc đầu mà khi Hồ Văn Cường được giải quán quân đó, thì họ lại bảo rằng là ca sĩ Phi Nhung đem về nuôi, bắt đi ca hát. Đó là một cái gọi là phước 8 đời nhà Hồ Văn Cường mới được ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi, đúng không? Chứ nếu như mà không có ca sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường không đoạt giải quán quân của năm đó. Bởi vì đúng ra là Hồ Văn Cường đã trượt rồi, thì nhưng mà do ca sĩ Phi Nhung đã kêu gọi mọi người bấm bình chọn thì mới được cái đoạt giải quán quân đó. Cái chuyện đó thì nó hơi lâu rồi, mình không nói đến nữa. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng là một cái idol của cuộc thi nhí nó khác so với một ca sĩ tầm cỡ của quốc gia. Nó khác ở chỗ nào? Là một người ca sĩ là được học thanh nhạc, đào tạo bài bản và có gốc. Còn Hồ Văn Cường là ai? Chỉ là có năng khiếu bẩm sinh. Và cái lũ fan cuồng này nó đang bị ảo tưởng sức mạnh và ảo tưởng rằng đó là một ca sĩ thực thụ. Và bây giờ được lưu diễn ở nước ngoài, lưu diễn ở đâu? Cái trình độ thì không có, chuyên môn thì không. Lại còn bảo đi học thanh nhạc. Thanh nhạc ở đâu? Đi học suốt ngày, đi diễn được bao nhiêu show, đúng không? Cái thời đó nó mới được đăng quang ở đi diễn được. Nhưng mà họ phải mất tiền chi phí, mọi người có tính không? Ví dụ như được công ty họ ăn 70%, Hồ Văn Cường chỉ được 30% thôi. Thì đó là quá là xứng đáng. Bởi vì tiền chi phí đầu tư đi lại ai đầu tư cho, đúng không? Thì mọi người không tính đến. Mọi người cứ tính là ở một ngày kiếm ra 100 triệu hả? Ăn cướp của người ta hả? Đúng không? Là đấy là do những cái đứa ngu học, không biết suy nghĩ và áp đặt cái tôi của mình lên quá lớn và nâng thần tượng của chúng nó lên. Và đặc biệt là mọi người nói rằng là Hồ Văn Cường á, là đi hát được tận 400-500 show và tiền bây giờ phải 7-8 tỷ. Và bây giờ ra khỏi nhà ca sĩ Phi Nhung có nhiều người rước là con gà đẻ trứng vàng. Đó bây giờ tại sao 2 tháng rồi không đẻ ra quả trứng vàng nào mà đi cầu xin ở đâu người ta cũng chê? Là bởi vì người ta biết rằng là đây không phải là một cái chuyện con gà đẻ trứng vàng nữa, mà nó chỉ dựa bóng theo ca sĩ Phi Nhung thôi. Và bây giờ khi ca sĩ Phi Nhung đã qua đời thì Hồ Văn Cường nó chỉ là con gà đẻ trứng vịt. Trứng vịt còn chả đẻ được nữa mà ăn, chứ đừng nói là gà đẻ trứng vàng, đúng không? Bây giờ đi cầu xin khắp nơi, hết cầu xin cái lũ fan cuồng kia hết nâng bô bợ đít, bây giờ bắt đầu đi kiện. Kiện làm sao được? Kiện vào ai? Kiện cái gì? Đúng không? Lại còn kiện bảo là trốn thuế, kiện công ty của ca sĩ Phi Nhung là trốn thuế, không nộp tiền thuế, rồi kiện đủ các kiểu. Thuế người ta nộp có công khai cho các ông biết không? Đúng không? Thuế người ta nộp các ông có biết không? Và đặc biệt là tiền thì không biết là nó lãnh được bao nhiêu, có khi còn chưa biết cái chuyện gì cả, đúng không? Cái số tiền đó nó nhận được là quá là xứng đáng rồi, mà lại còn nói rằng là người ta bóc lột sức lao động, bóc lột cái gì? Đã gọi là đi hát rồi, đấy là một cái đam mê, cái sở thích của nó đi hát. Mình không có chửi nó ở đây, nhưng chúng ta phải nói rằng là nó đã quên mất công ơn dưỡng dục, mà nó đã có được ngày hôm nay là do ai? Do ca sĩ Phi Nhung đã giúp đỡ nó và gia đình nó, tạo công việc cho bố mẹ của nó là mới có công việc. Còn trước đây thì sao? Theo chia sẻ của Bầu Show là bố của Hồ Văn Cường thì đi phụ Hồ, mẹ Hồ Văn Cường thì đi nhặt rau mướn, còn Hồ Văn Cường thì phải nghỉ học để đi bán vé số, phụ giúp tiền cho gia đình. Đó, thì tại sao mọi người lại không tính vào cái đó? Và từ cái lúc mà ca sĩ Phi Nhung nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi,
thì cuộc đời của Hồ Văn Cường đã thay đổi sang một ngã rẽ, đúng không? Công việc ổn định ở trên Sài Gòn. Và bây giờ cái lũ fan cuồng của Hồ Văn Cường lại tập trung vào cái nội dung là nhà ở quê tại sao lại không xây. Thì mẹ của Hồ Văn Cường đã nói rồi là mẹ nó sẽ không xây nhà ở quê, mà muốn lập nghiệp ở Sài Gòn thì xây nhà ở quê làm cái gì, đúng không? Tại sao cái lũ fan cuồng này ngu dữ vậy, đúng không? Người ta không muốn xây nhà ở quê bởi vì người ta đã, con người ta là ngôi sao mà, người ta ở nhà mấy lầu ở chung cư chứ ai xây nhà ở quê. Đó là người ta áp đặt cái suy nghĩ của một thằng ngu lên cái suy nghĩ của một người trưởng thành là như vậy, là họ cứ bắt người ta phải theo ý mình là cứ phải xây nhà ở quê thôi. Nhưng mà người ta có tiền, đúng không? Bố mẹ của Hồ Văn Cường bây giờ đang ăn sung mặc sướng đó, được ở nhà thành phố thì không muốn về quê nữa đó. Đến bây giờ thì chúng ta biết không, khi mà có tiền một cái là thay đổi, có tiền là thay đổi, là không muốn ở chung với nhà ca sĩ Phi Nhung nữa, là Hồ Văn Cường đã âm thầm kết nối với cái IT là Nhâm Hoàng Khang đó. Thì Nhâm Hoàng Khang bị bắt đó các bạn, có nghĩa là Hồ Văn Cường đã cầu cứu Nhâm Hoàng Khang và đã cố tình cung cấp những cái thông tin về ca sĩ Phi Nhung nhằm là lật đổ sự nghiệp của người mẹ của mình, để có thể là đi ra ngoài đúng như với cái gọi là fan FC tung hô, là ra ngoài rồi có bầu xô này bầu xô kia đưa đi, tiền tỷ này tỷ kia, ở nhà ba bốn lầu không có đâu, đúng không? Đang bị ảo tưởng. Và đến cái khi mà chúng ta biết rằng là tại sao nó lại là như vậy, bởi vì là khi có tiền rồi là con người nó thay đổi cái lòng đấy, gọi là cái bản chất riêng mình nó là cái vô ơn bất nhân bất nghĩa đó, nó không bao giờ thay đổi được và nó ngấm vào máu rồi. Và đó chính là cái bản chất của gia đình Hồ Văn Cường và sẽ không bao giờ thay đổi được. Và dù bây giờ có ai giúp đỡ gia đình của nó đi chăng nữa thì nó vẫn là một thằng vô ơn, và bố mẹ của nó cũng vậy, và cả gia đình của nó vẫn là bất nhân bất nghĩa, vô ơn, ăn cháo đau bát. Thì cuộc đời cũng vẫn như vậy thôi, đúng không? Người ta nói rằng là đấy là cái bản tính khó rời, không bao thay đổi được đâu. Đó, thì Hồ Văn Cường đã liên kết với bên ngoài để hãm hại người mẹ của mình. Chúng ta cũng có thể biết được là Hồ Văn Cường có rất nhiều cơ hội để có thể minh oan cho mẹ của mình, cũng như lên tiếng để bảo vệ cho người mẹ của mình. Nhưng Hồ Văn Cường đã chọn cách im lặng. Vì sao? Bởi vì nó muốn đi ra ngoài thì sẽ có nhiều người cho nó nhiều tiền hơn. Và nó không nghĩ rằng là ca sĩ Phi Nhung đã khổ cực bao nhiêu để giúp đỡ nó được như ngày hôm nay. Và mọi người cứ vẫn đòi hỏi. Và bây giờ mọi người lại đòi đi kiện về bên công ty ca sĩ Phi Nhung để làm cái gì, đúng không? Và đặc biệt là cái lũ fan FC lại đi so sánh giữa Hồ Văn Cường với ca sĩ Phi Nhung. Đó, một người người ta là Phật, là Thánh, được cả tầm quốc tế người ta thờ tự, các ngôi chùa lớn nhỏ người ta thờ tự, là một người là sống vì người khác, sống vì nhân loại, chứ không phải là người ta nghĩ cho bản thân của mình đâu. Nên là quý vị khán giả, những cái người mà gọi là fan cuồng của Hồ Văn Cường không có hiểu biết cái điều đó, đúng không? Tại sao lại đi so sánh một thằng gọi là con nít đi so với ca sĩ Phi Nhung? Đó, thì chúng ta phải hiểu được rằng là cái công ơn của ca sĩ Phi Nhung đã giúp đỡ Hồ Văn Cường là Hồ Văn Cường không bao giờ quên được. Nhưng đây thì nó đã đạp đổ đi. Và bây giờ thì gia đình Hồ Văn Cường cũng không thể nào có cái show diễn nào ở đây cả. Và rất nhiều fan cuồng của nó vẫn nói rằng là từ giờ đến cuối năm sẽ có vài show diễn Hồ Văn Cường đi hát. Đấy là một sự ảo tưởng quá lớn. Bởi vì bây giờ nó đâu có hát được nữa đâu. Trình diễn không có, khả năng biểu diễn không có. Tất cả thì nó đều là dựa hơi vào ca sĩ Phi Nhung thôi. Chứ thực ra nó đâu có biết một cái gì, đúng không? Để mà nói một ca sĩ thực thụ thì nó khác. Thì sẽ chắc chắn là sẽ có nhiều người bầu xô giúp đỡ. Nhưng bây giờ đã nhắc đến hai tiếng vô ơn thì không có ông bầu xô nào dám nhận cả. Bởi vì họ biết rằng là họ nhận Hồ Văn Cường đào tạo là họ phải đẻ ra tiền. Nhưng bây giờ mọi chuyện nó đã khác rồi, đúng không? Ngày xưa ở với ca sĩ Phi Nhung thì dựa bóng của người tên tuổi, thì Hồ Văn Cường nó khác. Còn bây giờ thì sao? Đó, 2 tháng rồi, con gà đẻ trứng vàng của mọi người đấy. Tại sao bây giờ chưa thấy đẻ quả trứng nào? Nếu như đúng là Hồ Văn Cường có tài năng và thực sự là con gà đẻ trứng vàng, thì khi mà rời khỏi nhà ca sĩ Phi Nhung một cái, đã có người ta tranh giành, giành giật lấy rồi. Và tại sao phải đi cầu xin? Đúng không? Bởi vì là họ đã biết thừa là thằng này bất tài vô dụng. Đúng không? Bất tài vô dụng, lại còn bất hiếu nữa. Thì cái bản chất như vậy thì ai giúp đỡ? Sẽ không ai giúp đỡ. Và gia đình của Hồ Văn Cường đã tự đạp đổ đi cái bát cơm của mình. Và không phải những cái kênh YouTube bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ cho cố ca sĩ Phi Nhung cố tình dìm bệt Hồ Văn Cường đâu, mà chính là do gia đình của Hồ Văn Cường đã tự đạp đổ đi chén cơm của mình, đúng không? Nếu như Hồ Văn Cường mà biết cái công ơn của người mẹ của mình, cũng như là có thể bảo vệ cho người mẹ của mình đó, có thể là khi chúng ta chỉ hiểu đơn giản nhất thôi, là khi mẹ mình qua đời mà một nén nhang đến cũng không thắp được,
đến khi đi hỏa táng Hồ Văn Cường ở đâu? Không có, đúng không? Không có Hồ Văn Cường, không có bố mẹ Hồ Văn Cường, cúng thất tuần không thấy đâu. Đấy là một cái gọi là vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đao bát, không có một ngôn từ nào dành cho một con người bất hiếu như vậy được, đúng không? Nên là bây giờ cái sự trả giá của gia đình Hồ Văn Cường là không một ai giúp đỡ, rơi vào cả cái hoàn cảnh gọi là tiến thoái lưỡng nan, không có lùi không tiến được, không ai giúp đỡ. Bởi vì là một con người bất nhân bất nghĩa thì làm gì có ai giúp đỡ. Người ta chỉ có giúp những người nào mà có tài và phải có đức. Người ta vẫn nói rằng là con người phải có chữ hiếu đi đầu, đó phải biết ơn. Nhưng Hồ Văn Cường có không? Hồ Văn Cường không có một cái gì cả, và bây giờ lại mắc cái bệnh ngôi sao. Cái bệnh ngôi sao này nó đã có từ năm 2016, nhưng cái lũ fan cuồng vẫn nâng bốc Hồ Văn Cường lên quá cao. Đã có rất nhiều người gọi là idol này idol kia, nhưng không có sự giúp đỡ của những người nổi tiếng, những người có mối quan hệ trong cái giới showbiz này, thì làm gì có chuyện mà nâng cái tầm của một cái ca sĩ nhí lên như vậy, đúng không? Nếu như mà không có ca sĩ Phi Nhung giúp đỡ thì Hồ Văn Cường bây giờ cũng không bao giờ được như ngày hôm nay. Nhưng mà chính Hồ Văn Cường không nhận ra điều đó, và đã có thể nói là phản phúc lại với người đã giúp đỡ mình, và cũng coi như là đã quá là vô ơn đó. Nhiều người nói rằng là nó còn cha còn mẹ thì phải báo hiếu với cha mẹ nó, và nói rằng là chia rẽ gia đình của Hồ Văn Cường là ở xa nhau, không cho làm chung. Thì mình thử hỏi mọi người xem, là bố của Hồ Văn Cường với mẹ của Hồ Văn Cường, là bố Hồ Văn Cường là phụ việc trong quán chay làm bảo vệ, với lại bên nhà của ca sĩ Phi Nhung là ở quận 1 cách nhau bao nhiêu cây số, đúng không? Người ta có thể bỏ công việc đi làm, đi tàu, đi biển cả hàng tháng trời, hay khổ cực người ta đi làm cả hàng mấy năm trời, đúng không? Còn cái việc cách có 5 cây số họ có về được không? Đó. Và tại sao mọi người lại có thể suy nghĩ như vậy được? Cũng có như nói rằng là chia rẽ gia đình của họ, gia đình của họ phải ở với nhau, thì đó là công việc, đúng không? Nếu muốn ở với nhau hết, và bây giờ đấy ở với nhau đấy, tiền không làm ra, bây giờ làm gì ra tiền? Bố mẹ Hồ Văn Cường bây giờ thất nghiệp, bởi vì đấy là một cái sự vô ơn, bất nhân bất nghĩa thì phải chịu đắng cay thôi, không có ai giúp đỡ hết. Và cái công việc của gia đình Hồ Văn Cường thì bây giờ cũng không có, cầu cứu hết cái này người kia. Và đặc biệt là tập trung về cái vấn đề mà đơn kiện em đã nói ở đầu video, là hiện nay trong những cái lũ gọi là fan FC đã lên cái kế hoạch gọi là tố cáo quản lý của ca sĩ Phi Nhung. Và đặc biệt là mình thấy rất là đáng thương cho những anh quản lý của ca sĩ Phi Nhung, bởi vì họ cũng làm công ăn lương, họ không có cái quyền gì ở đây cả, và họ bị mang tiếng xấu. Chỉ có những người mà vác cái cục tiền đi mới sướng thôi, đúng không? Và mọi người đổ oan lên cho những người quản lý, và đặc biệt là họ đâu có hiểu được là những cái giá trị cũng như những công việc của họ đâu. Và đặc biệt là hiện tại mọi người còn đi kiện về tổn thương tinh thần rồi để các kiểu của Hồ Văn Cường, và nói chung là lấy lại những cái gì đã có này kia. Bởi vì chúng ta đã biết là một cái tay của các Phi Nhung tạo dựng nên cái sự nghiệp cho Hồ Văn Cường, giúp đỡ Hồ Văn Cường, nhưng nó đã phản phúc thì nó phải chấp nhận thôi. Và em sẽ liên tục cập nhật những nguồn thông tin mới nhất về gia đình của Hồ Văn Cường, nên là quý vị các bạn sẽ cùng đăng ký kênh để theo dõi những cái nội dung mới nhất em sẽ liên tục cập nhật. Rồi, video này sẽ dừng ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn rất là nhiều.